Rớt kìa. Ngon. Kỳ chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn. Chưa ngồi học bài một mình bên hố bơm kề vườn xoan. Bao nhiêu chú chim ron cùng bao nhiêu cá rô giòn. Nghe tiếng ếch van giòn, nhịp vui khi khít van giòn. Nghe véo von trong vòng cây hòa mỹ với sân ca. Hai chú chim cao rồng hót hót liêu lo vang lừng. Vui rất vui bay từ xa chim mon tới hót theo. Li 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 thật là hay hay hay. Lấy má sáng lên cho con nè. Quand tu fais un slow, fais le son qui frôle. Et moi. Ouais, quand game. Game. On va faire game. Game. Dafür weiß es nicht. Game. Super. Warm game. Lạnh, ừ, không có lạnh đâu con à, kem này không có lạnh đâu. Lạnh. Lạnh, không có lạnh đâu. Nè, múc cái khác đi, cái đó nó dính trong muỗng cứng ngắt là đưa ra. Đây nè. Nghe véo von trong vòng cây hỏi gì vậy? Nè, má xin nó, má đang hát mà. Hai con thằng lằn con đua nhau. Hả? Hai con thằng lằn con đua nhau cắn nhau đứt đuôi. Ba thằng lằn buồn xo gọi hai con tới mắng cho. Hai con thằng lằn con đuôi thì to nhưng đã đứt rồi. Ôi đứng đau quá trời, chúng khóc la tơi bời. Má hát hả? Đội cái nó hay là không? Lấy nó ra hả? Rồi. Hai con thằng lằn con đua nhau cắn nhau đứt đuôi. Ba thằng lằn buồn sao gà hai con tay mắng cho. Hai con thằng lằn con đuôi thì toán nhưng đã đứt rồi. Ôi đau lòng quá trời, chúng khóc la tơi bời.
ba là sao? Ăn xong chưa? Ăn tiếp không? Tiếp. Ừ, ăn đi. Ăn làm biết chứ. Con đói không? Dạ. Nhìn mắt. Nhìn mắt. Nhìn mắt. Papa. Papa làm sao? Ba ba đổi hả? Bố. Bố. Ba ba đổi hả? Ừ. Đưa cho ba ba đổi hay sao? Dạ. Nó. À nó, mà nó má đổi ha. Cháy. Ăn nữa không hay là thôi? Tóc dài rồi ông bà cô chú ơi. Chắc là 2-3 bữa nữa phải cắt trước khi về Việt Nam à. Hay là về Việt Nam cắt tóc luôn cho đẹp ha. Tóc của ba khoai tây là gì? Chắc chắn là để về Việt Nam cắt cho nó đẹp rồi đó ông bà cô chú. Khoai tây. Ở Việt Nam cắt hả, vừa đẹp mà vừa rẻ nữa. Ở Việt Nam ra quán dĩa hè cắt được không mấy chục ngàn á, mà họ rất là đẹp. Phải. Cắt rất là đẹp. Đây. Còn ở bên này cắt ra mấy cái tiệm người Thổ Nhĩ Kỳ cắt á, nó rẻ nhưng mà cái họ cắt đẹp, nhưng mà cái phong cách cắt của họ là ba khoai tây không thích là hay làm mấy cái đường đáy ấy đó, tự nhiên ba khoai tây không thích mấy cái đường đó mà họ hay cắt cái gì. Ừ. Như là ba khoai tây là rất là tiết kiệm, ở nhà toàn là vợ cắt không à. Không thôi ha, là chị dâu cắt, tại vì chị dâu của ba khoai tây là thợ cắt tóc, còn không thôi về Việt Nam cắt rẻ mà đẹp nữa.